Hello, trong clip này Trung sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta sử dụng cái phần mềm Foxit Phantom, cái chương trình đọc file PDF và có thể copy cắt dán vào cái PowerPoint hay là Word nha. Rồi chúng ta mở cái file PowerPoint lên, chúng ta mở cái ứng dụng là Foxit Phantom lên. Chúng ta hãy mở một cái tập tin Word ở trong máy tính của mình để mình thực hành ha. Đây chúng mở một cái file Word mà chúng ta có thể copy được. Đây nhiều dữ liệu quá không nhớ nó nằm ở đâu nữa. Ok. Lấy bài thi của anh phổ thông trung học. Cái file này là được chuyển từ file Word sang. Do đó chúng ta muốn copy ra Word chúng ta đơn giản lắm. Trước hết chúng ta hãy mở Word lên ha. Rồi chúng ta mở một cái file trống rồi chúng ta thu nhỏ cửa sổ lại. Bây giờ đối với cái phần file PDF được chuyển sang từ Word mà chúng ta muốn copy thì chúng ta vô chỗ này là highlight. Chỗ này đây. Chỗ một cái chữ T ha, có hai dấu vạch nè, select text nè, click vào đây. Lúc này mình để con chuột ở đây mình thấy mình bôi đen được á, nó bôi đen được dòng giống như Word kia đó là mình copy được. Sau khi bôi đen xong chúng ta click phải và chúng ta copy to clipboard, click trái. Rồi chúng ta mở Word lên, click phải và chúng ta chọn dán vào. Đó. Và lúc này rất là đơn giản, chúng ta xài cái nào chúng ta chỉ copy nội dung như vậy. Thậm chí cái bài đọc cũng vậy, chúng ta có thể copy bài đọc ha. Cái chỗ Text Select nè, rồi click vào đây một cái. Rồi chúng ta thấy nó giống như là chúng ta xài Word kìa đó. Chúng ta bôi đen xong, click phải, copy to clipboard, mở Word ra và chúng ta Ctrl V dán vào. Có điều lúc này dòng nó chạy xuống dòng nên nó không có liên tục mà mình phải nhấn Enter lên cho nó liền liền dòng lại. Khi mà copy kiểu này thì nó sẽ không có liền mạch như cái Word mà chúng ta phải chịu khó nhấn chữ delete cho nó chạy lên. Nhưng vẫn nhanh hơn mà chúng ta phải gõ lại ha. À, chúng ta chỉ chịu khó làm động tác delete này là xong. Còn mấy câu hỏi kia thì chúng ta có thể chỉnh lại. Còn bài đọc này xong mà chúng ta canh trang. Tôi đây nó lại và canh trang chỗ chỉ điều hai bên canh lề nè đó. Và chúng ta làm cũng nhanh. Thì đây là cách thứ nhất. Chúng ta chuyển từ một cái file PDF được tạo ra từ Word và chúng ta copy lại vô Word để xài. Thì chỉ có chỉnh sửa một chút về cái định dạng tại vì nó sẽ chạy một chút cái định dạng. Thì đây là cái cách thứ nhất. Ở cách thứ hai là chúng ta có một cái file Word và một cái file PDF. Mà cái file PDF này là file ảnh, mình không có thể nào mình vô đây là một cuốn sách và đây là cái file ảnh mà chúng ta muốn copy thì chắc chắn là không copy được nha. Giờ chúng ta muốn copy cái đoạn này, nếu mà chúng ta đưa vào mà chúng ta thấy mình click được chọn được á, đây tô đen được như thế này thì chúng ta vẫn copy ra được, vẫn copy to clipboard và dán vô cái Word hay là PowerPoint được. À, trường hợp này thì nó cho ấy thì chúng ta copy được. Một số trường hợp là sách nó được tạo ra từ hình ảnh thì lúc đó chúng ta không có thể nào copy dạng này được, thì lúc đó chúng ta sẽ chụp màn hình này. Chúng ta cũng phải chịu khó cho nó chữ nó đánh chữ lại, tại vì khi copy từ cái PDF ra trên Word á, copy từ PDF ra thì nó chỉ có theo từng dòng thôi, mình phải chỉnh sửa lại và chúng ta chỉ cần canh trang lại đó. Thì đây là một trong những cách mà chúng ta lấy từ file PDF ra Word. Đây cái ứng dụng là cái chương trình Foxit Phantom, đây là phần mềm rất là hay. À, cái phần này là cái phần rồi bây giờ cũng trong cái sách này nhưng mà có những cái biểu đồ như thế này nè, chúng ta muốn lưu lại cái biểu đồ thì mình copy ra thì biểu đồ nó sẽ chạy tùm lum đâu có đẹp. Lúc này mình sẽ chụp nguyên cái hình này và mình dán vô trong Word cũng như dán nhập PDF PowerPoint. Cái kỹ thuật này sử dụng chung cho cái những cái file PDF mà được tạo ra từ hình. Lúc này chúng ta chọn vào cái nút chụp hình bên đây nè, ở phía trên cái nút hồi nãy chọn Select Text nha, chúng ta có cái máy ảnh ở đây, click vào đây và chúng ta giữ chuột trái, chúng ta kéo cái khung này
Lần đầu tiên chúng ta chụp thì nó sẽ báo cái hiện lên là sẽ lưu vào textbox. Khi chúng ta chọn không hiện cái bảng đó nữa thì mỗi lần sau nó không cần hiện. Lúc này cái hình, cái khung này đã được chụp và lưu vào trong cái bộ nhớ tạm của máy tính. Lúc này mình chỉ cần mở Word hay là PowerPoint và chúng ta chọn Ctrl V là chúng ta dán vào thôi. Lúc này mình có cái hình. Và hình này chúng ta có thể thu to, thu nhỏ, phóng to lại tùy mình ha. Đó. Để khi chúng ta đưa vào PowerPoint chúng ta làm được. Thì với cái ứng dụng của Foxit Phantom này chúng ta làm được hai cái công đoạn. Thứ nhất là có thể chụp hình màn hình. Và muốn bỏ chức năng chụp hình màn hình chúng ta nhấn vào cái bàn tay. Thì nếu mà cái file PDF được tạo từ Word thì chúng ta có thể copy cái text và dán vào. Còn đối với hình ảnh thì chúng ta có thể dùng cái nút chụp màn hình và chúng ta cắt gọt và chúng ta dán vào. Nếu chúng ta đụng như vậy nó sẽ chụp nguyên cái trang. Chúng ta bỏ, chúng ta click lại và chúng ta thấy cái dấu cộng con chuột á, giữa chuột trái kéo qua rồi dán vào. Và đây là cách này thì chúng ta có thể chụp hình cái file PDF ha, và chúng ta đưa vào Word hay là PowerPoint để chúng ta tùy cái mục tiêu sử dụng. Và những hình này chúng ta có thể phóng to thu nhỏ lại theo cái yêu cầu của mình. Thì đây là ứng dụng cơ bản nhất để sử dụng cái Foxit Phantom copy cái dữ liệu từ file PDF vào Word hay là PowerPoint, hoặc là chụp hình từ file PDF vào Word hay PowerPoint. Thì cái ứng dụng này rất là hay. Ngoài ra bây giờ chúng ta có một cái trang rất là dài, ví dụ như cái đề này nè, nó có mấy chục trang. Mà chúng ta muốn lấy cái trang này nè, cái trang bài đọc này, từ này là trang số, chỉ lấy bài đọc này thôi. Chỉ lấy cái trang bài đọc read này, xin lỗi mình đang ở chế độ chụp hình. Read the text này, chỉ lấy một trang này thôi, trang 60 này chẳng hạn. Thì chúng ta cũng có cách là lấy cái trang này luôn, bắt đầu là chúng ta vô chỗ mà thôi. Cái này khoan đi, nữa hướng dẫn sao, nhiều quá nó sẽ bị rối. Thì đó là cơ bản xong về chuyển cái lấy một phần nội dung từ PDF ra Word, hoặc là chụp hình cái một số cái biểu bản hay là cái một phần của trang từ PDF ra Word. Bây giờ chuyển sang một cái hướng dẫn khác. Bây giờ chúng ta có một cái file PDF mà nó nhiều, mà chúng ta lấy nguyên cái file đó luôn chứ không cần lấy một vài trang nữa, một vài đoạn nữa mà chúng vô chúng ta bắt đầu làm online ha. Chúng ta mở Chrome hay là Microsoft Edge lên, chỗ tìm kiếm mình sẽ gõ là PDF to Word. Rồi Enter. Lúc này sẽ có hai cái trang web rất là mạnh để chuyển đổi từ PDF sang Word, đó là trang web đầu tiên pdftodoc.com. Chúng ta click vào đây và chúng ta có một cái trang web như thế này. À, đúng ra mình copy mình đưa nó lên trên luôn. Nhắn lên trên luôn. Đó là trang web pdftodoc.com. Đây là trang web rất là hay. Rồi, trang web thứ hai là PDF to Word nhưng mà chấm là IO, tức là intelligent gì đó ha. Rồi, chúng ta copy cái này chúng ta đưa lên trên. Đây, nó hai trang web này. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử từng trang một. Nếu có một cái cuốn sách mà chúng ta muốn chuyển sang Word thì chúng ta làm cái này. Đối với sách mà được tạo ra, file PDF được tạo ra từ Word mà nó nhiều trang, chúng ta làm một lượt như thế này ha. Đầu tiên chúng ta làm với cái PDF todoc.com. Upload file. Ở đây chúng sẽ chọn một cái file đề thi tốt nghiệp đề 29. Tùy vào đường truyền mình thấy đề nó load lên nè. Rồi xong đó nó convert luôn nữa, rất là nhanh. Bây giờ mình nhấn vào chữ download. Lúc này nó sẽ download và ở trong cái thư mục download trên máy tính của mình á. Lúc này trong cái thư mục download trên máy tính của mình có cái đề đó bằng Word. Đây, đó là đề Word đây. Này, chúng ta bỏ ở chỗ thường Word nó sẽ báo là cho phép chỉnh sửa hay không, mình nhấn vào đây cho phép chỉnh sửa. Thì lúc đó chúng ta mới copy hay là di dời được, và lúc này cái file PDF nó sẽ rất là chuẩn nha, file Word nó sẽ rất là chuẩn, không cần phải điều chỉnh gì nữa, nó rất là chính xác y chang như cái file PDF. Có điều một số cái trang nó có một số nó chạy thì mình delete được. Bây giờ mở thử cái file, bây giờ mở thử cái đề 29 để mình đối chứng là mình xem cái độ chính xác của nó như thế nào.
Đề số 29 đây. Đề 29, đây là file của PDF. Khi mà chuyển sang file Word, chúng ta thấy cái mức tương đồng cũng rất là cao. Chúng ta thấy cái mức tương đồng rất là cao. Đây, rất là chính xác. Có một số nó dậy qua, nó chạy xuống. Này mình chỉ cần chỉnh trang một chút cho cái trang nó là cái trang A4 đi ha. Nhiều khi nó mặc định gọi là trang A4 mà letter. Nó không chịu, tại vì cái mặc định nó đổi ra như vậy rồi. Thì trang không dự chúng ta bỏ cái phần dư đó. Và đa cơ bản là nó chính xác khá cao. Lúc này mình đọc lướt qua cái đề, mình thấy nó gần như chính xác tuyệt đối. Thì chúng ta sử dụng cái bản Word này, chúng ta xài luôn. Copy rồi chỉnh sửa rồi bình thường đó. Thì đây là cái ứng dụng rất là hay của cái trang thứ nhất, trang pdftoword.com ha. Bây giờ mình sang ứng dụng thứ hai là pdftoword.io. Nó tương tự như vậy. Mình click vào đây, mình chọn cái file, mình tải cái file lên. Lúc này mình sẽ chọn một cái đề này lớn nè, đề này dài nè. Thôi thì để ít thôi. Đề 1, 21 tới 30 là một hơi 30 đề, 10 đề luôn. Bắt đầu nó up cái file lên ha. Sau khi tải cái file lên xong thì bắt đầu nó sẽ chuyển đổi và chúng ta cũng tải về và chúng ta kiểm tra. Giờ mình mở cái đề để lên mình coi thử. Đề từ 21 tới 30 này. Này nó dài tới mấy chục trang là, tới 50 mấy trang là ha. Thì đây là bộ đề thi tốt nghiệp. Rồi, bây giờ mình chuyển sang cái phần này mình coi nó chuyển đổi. Thì tùy vào cái dung lượng hay là cái số trang của cái file mà nó nhanh hay chậm. Cách này thì giúp các bạn đôi khi chúng ta cần có một cái đây, xong rồi đó, chúng ta chỉ cần tải xuống thôi. Lúc này nó sẽ file nó tự động nó lưu vào, sau khi tải xuống nó sẽ mặc định nó lưu vào chỗ cái thư mục download trong máy tính của mình. Đây. Đề 21 tới 30. Và chúng ta mở ra coi 50 mấy trang này nó có thay đổi gì không. Các bạn nhớ là chúng ta nhấn vào cho phép chỉnh sửa nha, thì chúng ta mới thao tác trên cái file này được. Do nó canh trang nó hơi khác một chút thì mình có thể điều chỉnh một chút, cái phần này không có gì khó ha. Nhưng mà cơ bản là cái nội dung chúng ta thấy những phần gạch dưới nè, những phần in đậm nè, nó không có thay đổi và cái độ chính xác khá cao, có thể nói là trên 95%. Thường là chúng ta sẽ đọc kiểm tra sơ lược, thông thường nó không có bị lỗi nhiều lắm. Đây, qua đề thứ hai. Vâng. Thì đây là ra tổng cộng là 50 trang. Thì nó làm trong vòng cũng tích tắc thôi. Thì đây là cách mà chúng ta có thể sử dụng cái ứng dụng online để chuyển đổi từ Word, từ file PDF ra Word mà không cần phải cài đặt cái gì hết. Nó chỉ tùy thuộc vào cái đường truyền Internet và nó sẽ nhanh hay không là do cái đường truyền Internet. Nếu chúng ta muốn làm file khác, chúng ta cứ việc delete file này đi, upload file mới lên. Còn thằng này chúng ta chỉ cần chọn là refresh, cái nút refresh trang ở đây nè, nó trả về cái trang từ đầu ha. Thì đây là hai cái ứng dụng chuyển đổi file PDF sang Word online, hiệu quả, nhanh chóng và rất là mạnh. Thì chúng sẽ copy hai cái link này, địa chỉ này vào cái video này để mọi người có thể tham khảo. Rồi, clip xin dừng lại ở đây. Chúc mọi người có thể chuyển đổi những cái file PDF sang Word và sử dụng dữ liệu trên file PDF hiệu quả.